Bắc Mình Cùng Bay, phát sóng vào thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần, xem trọn bộ duy nhất trên VN. Đến đội căng cọc cực 3, 2, 1 bắt đầu. Ủa ai chơi kì vậy? Từ từ nướng. Rồi sao nhìn điêu luyện quá vậy ta? Nướng nè. Hay quá. Độ dân vũ công không trời mà. Trời ơi. Chết tới đạn đó mà còn rớt nữa. Chết rồi mọi người ơi. Đội chủ nhà. Ủa đổi người à? Đổi người đi. Anh có rồi. Từ từ nương nhau, nương đỡ Muka. Phải đỡ Muka. Lấy chiếc khác, lấy chiếc khác. Để nó luôn đi. Để lên. Nè. Ôi không chân gian luôn ha. Tính bắt. Ôi XT. Muka nó xuyến hay quá ha. Muka đó mình cái lương mà. Ủa gì mà rớt 8 lần vậy trời? Hết giờ chưa ạ? Chưa. Ôm eo giống nhảy đầm vậy trời. Cái đội này chơi bể chứ chứ. Không. Trời ơi. Cái gì vậy? Cố lên. Hai người đi. Cố lên. Wow. Thôi, đừng chơi nữa. Ê, giả bộ sốt sắng đi à. Trời ơi, trễ giờ rồi, hết giờ rồi, bây giờ sao? Ồ, hết giờ rồi. Nhưng mà cái vấn đề là đội mình á, nhìn chưa. Thôi, tới giờ coi phim rồi. À, bật thông báo đi à. Mấy cái trứng bể đó. Ủa anh Thành sao vậy? Mọi người đánh ông này, ông này không biết rồi nè, không biết chứ là ông chơi một lần rồi. Mọi người đánh bằng áo đen ra đánh đập giả mạo, kiểu như anh phơi mình luôn á. Trời hết rồi. Nhưng mà anh Thành anh phơi mình vậy, cái mấy bạn không dám đánh anh luôn á. Sao Trang Hí em thích rồi? Em hoảng hốt, em ghen, rồi tắt tiếng luôn. Chúng tôi sẽ được trả lời câu hỏi. 3 giây cho đội căng cọc cực. Xin được phép bắt đầu. Lòng của trứng gà có bao nhiêu rồ tiên hơn? Lòng nào của trứng gà? Lòng đỏ, lòng trắng, lòng đỏ. Làm biết chắc. 1, 2, 3. Lòng trắng. Mời đáp án ạ. Yeah. Nằm lên. Và với vòng 1, đội chủ nhà đang có 2.000 điểm. Yeah. Giá này chắc là mình đang 50 triệu rồi. Đội con cuốn kinh, các bạn còn vẫn còn đang lên trên sân vui đùa vững chân phiền âu lo. Cho nên các bạn chưa có điểm nào ạ. Và trước khi đến với vòng 2, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút nhé. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình Đủ Ngạc Bí Kiếp. Và các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ đến vòng 2 ạ. Vòng 2 cũng rất là đơn giản, cũng giống như vòng 1 ạ. Không có gì thay đổi ạ. Nhưng mà thắng game thì chúng ta sẽ có 2.000 điểm. Được chưa ạ? Và game của chúng ta như thế nào? Như thế nào? Xin mời. Người chơi sẽ phải dùng sức để di chuyển thiết bị tập cơ bụng đến vạch đích luồn qua các quả trứng được sắp trên mặt đất sao cho trứng không bị vỡ. Đội nào có số trứng bị vỡ ít hơn thì chiến thắng. Rồi, đội tụi tôi chơi trước. Xin mời. Thông minh ấy, tùy thông minh ạ. Rồi, ở đây nha. Bắt đầu. Ủa là đang chơi không mọi người? Đang chơi đó, thú vị chưa? Cổ lên. Đúng rồi, đó. Chết rồi. Đúng rồi. Chơi. Rồi. Như vậy là được. Wow.
khó dễ cái người em làm dài đó chưa tới nữa thôi. Đây đúng không? Kim không? Dân tộc Kim không à? Gõ lên anh Lâm, anh Dương Lâm Đồng Nai. Trời ơi, có chừng hai cái hộp xoàn của anh sắn bể cái trứng nha anh. Rồi Lâm ơi, đi lui lại nè. Wow. Đi lui được không? Đúng. Đội rồi, chủ nhà không có bể trái trứng nào à? Đúng rồi. Bây giờ mình bể trái là mình thua à? Ôi chà chà. Dễ mà anh. Ủa sao nhìn dễ mà nó cũng không dễ, mà nó cũng không khó là sao? Yeah. Xếp quá nữa là bể hai trái trứng quá rồi, quá rồi, quá rồi, quá rồi, quá rồi. Bùi Công Nam à, càng quá ta. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Năm mươi. Trời ơi. Thằng dễ quá. Dễ quá. Bây giờ mình đi lên rồi mình kéo cái về. Bây giờ đi lên đi về. Đúng rồi, tôi. Đi lên đi về ạ. Say. Anh Dương Lâm Đồng Nai. Hai cái hột xoàn ghê quá à. Coi chừng hai hột xoàn nó sắp hưởng chúng ta rồi. Ê, không cho tay bỏ dưới đất nha. Biết rồi. Cố lên, cố lên. Anh Lan, vô anh, em tin tưởng anh đó. Lâm, em ép anh mấy pha khó quá rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Không sao, không sao, không sao, chưa bể, chưa bể. Ê, gì vậy, gì vậy? Cố lên Thành ơi. Rồi, không sao, quay lại, quay lại. Yeah, rồi, rồi, quay lại. Yeah, yeah. Thở đi, thở đi, thở đi, thở đi. Yeah. 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 Vậy là cái chỗ này bị Dương Lâm đã hoàn thành trò chơi và La Thành không hoàn thành. Mình ra đây coi phim nè. Đội chủ nhà lại giành chiến thắng, các bạn ghi được 2.000 điểm. Ủa các bạn có tôi nữa đó. Xuống rồi, xuống rồi, xuống. Rồi coi phim đi. Cái gì ạ? Coi phim. À bị đánh nữa hả? Quên hoài. Ôi ấy, ngồi xuống hả? Ngồi xuống hả? Nằm xuống hả? Trời ơi. Rồi nỗi đau cũng qua. Ê. Ủa, ngồi xuống không bị hả mọi người? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi của vòng 2. Câu hỏi của vòng 2 xin được phép bắt đầu. Để phân biệt một quả trứng còn sống và luộc chín, khi ta quay tròn quả trứng trên mặt phẳng, quả trứng luộc chín sẽ quay nhanh hơn hay quả trứng sống? Hơn quả trứng sống có hay đâu. Đúng hay sai? Đúng, chúng tôi chọn. Đúng. Yeah. Đây là vòng 1, 2, 3. Tức ghê. Mẫu giáo hả ta? Và đây là vòng 3. Vòng 3 cũng sẽ rất là đơn giản. Với mỗi game chiến thắng, chúng ta sẽ có 3.000 điểm. Và mỗi câu trả lời chính xác, chúng ta cũng sẽ có 3.000 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với game đầu tiên ạ. Xin mời. Chương trình sẽ chuẩn bị một số lượng quả trứng vừa chín vừa sống. Lần lượt từng người sẽ chọn quả trứng và tự đập vào đầu. Đội nào đập trúng nhiều quả trứng sống hơn thì đội đó thua. Bây giờ chúng ta sẽ đến với game ạ. À. Anh Trang Hí. Ai chơi với Dương Lâm? Anh Trang Hí vô đây. Trang Hí vô đây. 1 nè, 2 3. 6. Chính là anh là luôn. Anh thấy cái trứng nó đập thẳng rồi. Là không giống anh đó. Anh bảo đảm với em là chính. Đau. Không có đau. Đập gì đi, đập gì đi. Nó tuột ấy. Em gõ nhẹ. Anh chắc em là chính luôn á Trang. Mày rớt, mày rớt, mày rớt. Chúc mừng sinh nhật. Tôi thấy đau dùm vô Trang luôn á trời. Sao mọi người nó không đau? Rồi, bây giờ em đập nhẹ không đau. Nhẹ rồi. Đổi lượt ạ, lượt thứ hai. Buka. Buka và Công Nam. Từ từ quay. Vui không quạo. Cái này đâu. Không quạo. Trời ơi. Wow.
Thấy người ta dễ thương chưa? Cuốn yêu nè em ngoan nhé, mơ mơ lại đến đây cuốn yêu đừng đi xa xa. Một, hai, ba, vô. Vô ạ. Thôi đi, chết rồi cái này có mềm mềm. Đi à. Để em giúp anh. Còn, từ từ từ. Còn trời Phật ở hiền gặp lành, ở hiền gặp lành, ở hiền. Có tay em đụng vô rồi là nó. Một, hai, ba. Chúng sống hả? Không. Không sao. Cả hai đều sống hả? Chúng sống mà không. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về đội nhà. Mời SD lựa. Tôi có thể lựa chiếc này không? Kế hình như luôn. Là chỉ có một cái trứng chính thôi đó. Nãy giờ là còn rồi. Sống gì mày đứa? Xây thử rồi, xây thử. Mới có một linh cảm rất là sống. Mới cái trứng này à. Mới đập mạnh vào. 1-2-3. 2-3. Yeah. Tiếp tục 3 chừng nào hết cái bị chứng gì thôi hả? À. Giờ tới lượt em lại đó. Rồi. Đồng đưa thế nào là lấy cái đó. Rồi, chết tôi nặng rồi. Chết rồi, cho tôi cùng lại. Cùng lúc nha. 3, 2, 1, đắp. Đắp. Tỷ số hiện tại đang là 2-1. Buka. Chứng gì mà cứng quá vậy? Nhắm mắt tròn đi. Chính ạ, chính anh ạ. Chính. Chính đúng không? Chính, 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 chính. Vô rồi đó. 3, 2, 1, chơi. Đập chơi. Đập chơi. Đập chơi. Trời ơi. Ủa sao hai con bé này sao á? Ủa? Ôi. Chính đi hả? Sao mạnh tay vậy anh? Mình tự tin là nó chính thiệt luôn á trời. Nghi nghi thì vậy thôi. Có bé nào chính không nè? Không phải. Ông hồi nãy là bể sẵn rồi. Cũng như thế nào là bốc cái đó. Anh cũng đập gái cho xin gái. Ơi. Tới tôi à. Anh cứ giữ nguyên hiện trạng. Chính đó à. Hay hả? Thôi được rồi. Hưởng thụ nào mấy đứa. Tới rồi. Hưởng thụ, hưởng thụ nào. Hưởng thụ. À, mấy đứa cho nó một câu nha. Anh muốn bắt tay Ti một cái. Rất thăm hỏi Ti. Ôm nữa. Vì lần đầu tiên thấy có một người đàn ông mà có thể nhìn trứng tốt như vậy. Thật ra thì Ashley có thể phán đoán bởi vì cái trứng này chúng ta được sơn đúng không ạ? Tính ra em nhìn trứng dở lắm á. Bây giờ chúng ta đã có được thêm 3.000 điểm rồi. Đây là giây phút quan trọng nhất của cuộc đời chúng ta. Liệu đội chủ nhà chúng ta có được 50 triệu đồng hay không? Sẽ được thôi. Chắc chắn dễ mà. Câu hỏi của vòng 3 xin được phép bắt đầu. Không nên ăn trứng với gì? Dễ. Muối. Muối có nè, nghệ. Nghệ. Đường. 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 À. Câu C là câu trả lời của chúng tôi. Thấy má anh cũng làm trộn đường mà. Ê, đường đúng đó. Không nên. 3, 2, 2, 1. Rồi quá tôi xì đi. Không có. Nếu mà không đúng em sẽ đập một cái trứng lên đầu em. C, câu trả lời của chúng tôi. Đúng rồi. Yeah. Ủa hay vậy? Dạ, đó là kiến thức tôi học được ạ. Ủa vậy là được hai chị mẹ ơi. Không được chứ làm gì. Bây giờ các bạn có biết mẹ tôi ngày nào mà cũng chiên trứng mà bỏ bỏ bụng đường rồi nè. Chết rồi, trời ơi. Trứng sau khi được nấu chín, axit amin trong trứng và đường kết hợp với nhau hình thành chất glucosin lysin phá vỡ các thành phần axit amin. Hơn nữa chất này khó hấp thụ, tính độc, có thể làm đông máu. Hồi ôi ghê, hèn chi bữa anh diễn đâu được, đau máu bị đông nữa. Mẹ ơi, hèn chi bữa diễn cứ ngắt em, đông máu phải không? Sáng nào cũng chiên trứng ghê thiệt. Nhưng không sao. Chiên với đường. Rồi bác ngồi kia ngày cho ăn ba bữa. Nhưng không sao. Nhờ kiến thức của Buka mà chúng ta đã có 50 triệu đồng. Yeah. Thôi. Được rồi ạ. Chị chúc mừng thôi mà, đâu có muốn xe gì đâu mà. Ôm, tưởng ôm. Cái này đúng là phải share cho đội mình ít đúng không? Khách mời vừa hôm nay chúng ta đến với chương trình Bí Kíp Vàng. Các bạn có muốn nói gì với chúng tôi hay không ạ? Thôi rồi nói nữa. Hỏi anh La Thành đi, anh La Thành lần 2 đến đây. Không, hai lần một không à. Hai lần, hỏi hai đi. Lần sao có mặt một vậy? Sao vậy ạ? Mình tới đây mình ăn bột mình ghiền hay sao? Mình còn quay lại đây mình ăn bột lần nữa à? Nói chung là vui. Nhưng nếu được thêm một lần thứ ba, tôi vẫn chơi.
Còn Trang Hí thì em thấy mọi người mời em tới đây tượng trưng thôi mà, tại vì mọi người cũng thắng hết trơn từ đầu đến cuối rồi, em bận nguyên bộ đồ trắng để em biết em dơ cho mọi người thấy. Còn nào hôm nay em cảm giác như thế nào khi mà đến với Bí Kíp Bàn? Em cảm thấy em sẽ bớt tin người hơn, tại vì khi mà ekip mời em tới đây là nói là ở đây chương trình toàn kiến thức thôi, em chuẩn bị cho mình một bầu trời kiến thức, anh tin không? Mấy cái câu hồi nãy là tiếp riêu với em thôi, em vô em trả lời lẹt lẹt liền. Wow, Buka ơi, dạ. Anh đói bụng quá, em có thể làm cho anh ăn được không? Dạ, nếu anh đói bụng quá thì anh cũng đói hả? Đói, rất đói ạ. Vậy thì hai người chia hai con ăn liền đi. Sashimi cá đuối à? Sashimi cá đuối. Không được em à, con cá này nổi tiếng là tanh đó. Ăn sashimi là xỉu luôn đó. Khi một đầu bếp người ta muốn nấu một món ăn ngon, người ta bỏ hết cả tấm lòng vào đó thì người ta phải có thời gian. Đừng có hối, đừng có thúc. Vậy thì à, bắt tay vào ạ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm con cá đuối. Em sẽ là người làm cá, tại vì hai người không biết làm đâu. Tại em á, hồi trưa nghe cái cô kia giới thiệu rồi đúng không ạ? Em nghe cô bán cá là cổ đã chỉ cái cách để mà sơ chế cá đuối, để mà cá đuối không... Bây giờ một con cá bình thường mà mình còn không biết sơ chế thì cá đuối làm sao mà mình biết sơ chế đúng không ạ? Tanh cái mùi hôi cho nên là rất là khó nha. Bây giờ cá đuối thì phải như thế nào ạ? Cá đuối đó là mình cũng phải đuối theo nó luôn. Thôi đừng đuối ạ, mình mẻ lên à, đoạn này mình là mẻ bây giờ lên. Đầu tiên sơ chế cá đuối là mình phải cắt bỏ cái phần này. À, đây. Cái bụng đúng không? Không, cái này là cái phần mà gọi là cái mặt á. Cái xương hàm. Cái mặt nè, cái miệng nè, cái mặt á là cái chỗ mà cái phần khai nhất của con cá đuối. Nếu chúng ta để cái phần này là chúng ta sẽ không bao giờ ăn được. Khai lắm. Anh sẽ hỗ trợ em. À, cái này là cái chỗ cái mang của nó đó anh. Thường con cá nó có cái mang hai bên á. Thì cái này là cái mang của nó. Ngộ ha. Được chưa? Nhưng mà rồi. Sạch chưa ạ? Sau đó chúng ta sẽ mổ bụng. Đây, cái bụng nè, từ trên đây chúng ta sẽ mổ xuống. Sao tự nhiên nhìn hai người này làm mà mình nuốt nước miếng người ta? Ủa, chưa có gì nuốt. Chưa có gì á? Nuốt làm gì luôn, thiệt nuốt nước miếng luôn á. Sao mà nuốt ngay khúc này ghê vậy? Đói á. Đói ăn liền sashimi không lấy bụng tạc ra. Làm cho miếng tái chanh. Rồi, ra móc ruột xong rồi. Chúng ta sẽ đem qua chúng ta rửa. Rửa. Dạ, bỏ vô ạ. Anh có thể làm được gì không ạ? Anh lấy nước á, trong ấm em đã nấu nó hơi sôi rồi, anh bỏ vô đây để cho mình nấu nó mau sôi á. Đổ vô đây. Bao nhiêu ạ? Đổ đi. Đổ đi nè, kêu ngưng là ngưng nha. Đổ hết á anh, đổ hết. Hết rồi mà chưa ngưng à. Xong rồi. Xong chưa? Chưa xong. Để đây, anh còn đang mang bao tay đúng không? Lật nó lên. Chúng ta phải làm cho nó bớt cái chất nhờn đi bằng cách là chúng ta sẽ bỏ giấm. Hoặc là muối, bây giờ anh muốn muối hay giấm? Muối đi. Muối đúng không? Chúng ta có hai cách, đó là chúng ta sẽ bỏ muối lên. Cái nhiều đi đúng không? Cái nhớt đúng không? Cá không bằng muối cá hương đúng không? Anh chà đi, anh chà, chà hai con, chà mặt này, chà mặt kia. Lấy cái tay mình chà như vậy nè. Muối và giấm luôn được không em? Muối và giấm luôn hả? Anh nghĩ hai cái luôn đi, tại vì anh sợ nó tanh lắm. Thường người ta sẽ dùng một trong hai công thức này, còn mình là cả hai luôn. Đúng. Đó, chà xong bên qua anh rửa lại nữa ha. Rồi. Ở đây thì chúng ta có làm măng chua nè, tỏi nè, mắm nè, me khô, muối, đường, hạt nêm. Đây là rau mùi và ớt để làm cho để nấu lẩu, còn này là rau ăn lẩu. Ở đây sẽ có bạc hà, cà chua, giá, rau muống và đậu bắp. Rồi hết cỡ rồi đó. Sao đúng rồi, cắt ra. Cắt ra ai cắt? Anh luôn, mang bao tay vô cắt ra. Anh có ăn lẩu có đuối rồi đúng không? Ăn rồi. Anh sẽ cắt cái miếng giống như là người ta làm lẩu á, mình cái miếng mình từng ăn á. Vuông 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 à. Cắt đôi nó ra xong mình cắt ngang, cắt ngang, cắt ngang, cắt ngang. Anh thấy ở đây là anh là người có ít hơn ST đúng không? Thế anh có hữu dụng. Đúng rồi, anh đàng hoàng. Anh là vô dụng. Ủa, em là lợi dụng anh đó. Em lợi dụng. Bây giờ không biết làm gì ạ? Rất buồn à. Thật ra là cũng không có chuyện gì làm nhiều đâu. Bây giờ phải chờ cắt cá ra nè. Trong thời gian đó thì em sẽ bắt đầu phi tỏi lên. Anh kiếm em đôi đũa đi. Là giỏi nhất. Giỏi lắm, kiếm đôi đũa. Không, anh nghĩ cái này anh cắt chứ em cắt nó bị đau tay lắm. Đúng rồi. Đây. Em thân gái mà. Trời, thấy thương anh quá. Cứ cần lên lửa mà. Lên lửa. Rồi, xong rồi chị Buka. Xong rồi, anh để ra đi. Em sẽ bắt đầu phi, chúng ta sẽ phi nhiều nhiều tỏi vào để cho nó thơm. Anh muốn làm một việc hữu dụng không Ashley? Hãy cho tôi một việc hữu dụng trong cái bữa tiệc nè. Bưng cái thau này đổ vô đây cho em. Ôi thơm quá. Chúng ta sẽ cái này gọi là cái dầu dầu á, cô kêu dầu khử dầu. Khử tỏi. Khử tỏi đi cho thơm, cho nó thơm. Không bị tanh cá nữa. Xào sơ qua như vậy. Vậy là mình phải cần nước dùng để làm nước lẩu đúng không Buka? Dạ, là nước em đã nấu cho nó nóng rồi đó, mình đổ vô cho nó mau sôi luôn. Anh thấy là thịt nó săn rồi đó Buka. Em mời anh Dương Lâm bưng cái ấm nước. Đổ vào đây. Đổ. Đổ hết vào đây. Ok. C.
Thôi bỏ nước nóng rồi nó có ảnh hưởng đến cái bị cá hay không? Dạ không ạ, tại vì khi mình nấu lên thì cá cũng nóng vậy thôi ạ. Hết luôn anh. Lẩu mà. Ủa gì em lẩu à? Thôi bỏ đến giọt cuối cùng, giọt cuối cùng. Tôi thấy hai người thật là hữu dụng. Bây giờ mình chơi nhau trò chơi không ạ? Chơi gì? Mình đoán thử xem là dưới đây là bao nhiêu ký. Ai mà đoán sai là sẽ phải nấu ăn. Vậy hả? Vậy là anh phải nấu ăn hả? À? Tôi sẽ xin góp một bài hát cho chương trình ạ. Mời bạn. Hai bay xinh xinh cá đuôi vui trong nồi lâu. Dạ. Cộng quá, bị cộng quá. Anh mới hát, anh hát cái bài đầu nó thật sự là hữu dụng được không? Chứ bây giờ sao ạ? Kiểu giống như là bà nơi hay đến. Đến đâu? Đến đâu? Đến cái ngân ngang hay ngân ngang á. Hay vậy quá, hay bắt. Căn bếp chúng tôi có bà bù ca ba. Cái tên người ta bù ca. Tiếp tục bà, này sao? Cái này me là dầm bằng nước nào? Bà hát bù, cái có bà bù ca. Thôi đừng có cãi lộn mà. Bỏ vô đây cho em. Dẹp đi bạn. Hữu dụng rồi đó. Chúng ta sẽ chờ để nước này sôi sôi. Là ta lấy chế nước này vô. Chế nước này vô đây để chúng ta dầm me ra. Nhưng mà ở nhà em có hay nấu canh chua đồ không ca? Dạ có, em nấu canh chua tôm, canh chua cá nè. Hết rồi. Có canh chua lè không? Chua lè là lần đầu tiên nấu. Lần đầu tiên là lần đầu tiên nấu vị chua lè. Thật ra canh chua là khó nấu nhất trong tất cả các loại canh. Vậy hả? Chúng ta sẽ vớt bọt. Bọt là những tinh túy không ăn được. Vớt bọt ấy tì kiếm gì hữu dụng ấy tì. Chuyện như đó là đủ rồi. Còn cái chén này với cái giá này. Em thôi, cũng được rồi, em cũng đòi hỏi quá lắm okay. Nhưng mà em cọc quá à. Không cọc nữa à, đi chơi vui vẻ lên à. Đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái nước sôi này vào trong me để cho me nó dễ tan nè. Hiện tại đó me như đó nó nhiều quá không em? Dạ không nhiều đâu anh. Rồi, bỏ vô. Rồi. Ê, thấy nhiều nha, cẩn thận nha bé gái ơi. Coi chừng quá chua nha. Thôi, con bé làm nhiệt tình của nó chua nếm mà nó dầm quá dầm. Không sao hết. Thôi chua chát chứ, chua cà lắm thì sao. Nhưng mà chúng ta cảm thấy chua quá mà chúng ta không thể nào cứu vãn được á. Em chỉ anh cách cứu, bỏ thêm nước vào. Vậy hả? Là nó sẽ loãng ra, nó không chua nữa. Ý là khi mà cái vị nào nó đậm quá là mình cứ bỏ thêm nước bỏ vào. Bỏ thêm nước vào. Và làm cho tới khi nào mà nước nó đầy luôn, đúng không ạ? Dẹp. Rồi. Nhưng mà đợi sau lên mình nêm nếm gia vị đúng không? Đúng rồi. Chúng ta phải bỏ măng chua vào nữa. Đúng. Tại vì để cho canh cái vị chua. Đó, chúng ta sẽ bỏ đường vào. Sau vị chua là sẽ là vị ngọt. Đúng rồi, sau vị chua sẽ là vị ngọt. Chúng ta sẽ bỏ một ít hạt nêm vào. Một ít đó hả? Vậy là một ít đó hả? Một ít đó. Nước mắm ạ. Nước mắm. Để cho sôi bùng lên là được rồi. Sau đó chúng ta sẽ bỏ rau. Ớt vô, ớt nhiều vô. Wow. Đó. Ôi, đẹp trời. Từ từ. Mình bỏ thêm. Mình cho húp miếng nước trước được không? Miếng nước trước thử hả? Thử coi cái vị nó làm sao. Muốn ăn thử quá à. Rau đồ vô, miếng rau đi. Đúng rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. Cho xi miếng nữa. Rồi, ở Buka ơi. Bỏ không, bỏ không? Em lấy chồng, em đẻ con đi Buka, đừng làm viên nữa. Ủa anh? Gì? Sao vậy? Em là người phụ nữ của gia đình. Thôi nhưng mà. Không, ở nhà hàng đi à. Ngon quá em ơi. Ôi. Vậy thì còn nói gì nữa à. Bây giờ chúng ta sẽ dọn ra ăn. Đúng rồi. Và trước khi dọn ra ăn thì SC cũng rất là muốn mời quý vị ăn lẩu cá đuối của Buka. Tuy nhiên là thời lượng chương trình đến đây là kết thúc rồi. Chương trình Bí Kíp Vàng do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện.